Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một chuyên mục vô cùng mới ở trên kênh Rương Công Nghệ có tên là VVCL, VVCL có nghĩa là Rương vui vô cùng luôn. Nơi mà mình sẽ mời đến những vị khách vô cùng thú vị để hỏi han về đời sống, sức khỏe, tình cảm cá nhân của họ cũng như là những vấn đề liên quan đến công nghệ xung quanh họ. Và vị khách đầu tiên đó chính là bạn Nga Kin. Một tràng pháo tay dành cho bạn Nga Kin được không ạ? Bây giờ em có thể tự giới thiệu về bản thân mình không hả Nga, cho mọi người đều biết. Xin chào mọi người, mình là Nga Kim. Hiện tại công việc của mình đang là một content creator. Và bạn Nga này thì là một gương mặt rất là quen thuộc ở trên TikTok rồi. Nếu như mà các bạn có xem những cái clip vui nhộn hoặc là mọi người có xem một vài những cái tình huống ở một cái cửa hàng điện thoại gì đó thì các bạn sẽ gặp Nga. Đó, một người mà một content creator rất là tiềm năng. Tại sao lại có cái nickname là Nga Kim mà không phải là Nga Ken, Nga Can hay là Nga Lukaku gì đấy? Anh có nghĩ sau cái tên đấy nó là một ý nghĩa đặc biệt không? Là gì? Anh nghĩ Kim là tốt bụng mà. Nhưng mà ngày xưa cái hồi mà lập Facebook ấy là hồi lớp 6, lớp 7, đứa nào cũng sẽ có một cái tên ở nhà, kiểu động vật đi, đứa thì cún, đứa thì bông, đứa thì chích, đứa thì gà. Đấy, nhưng mà em thì không có tên ở nhà, tên của nhà em là Nga thôi. Nên em nghĩ là phải mình nghĩ tự nghĩ là một cái tên gì đấy để cho nó hay. Thế em tự nghĩ ra? Không, thế lúc đấy em nhìn quanh xem có cái tên nào hay không. Thì em thấy cái homebot của em nó có chữ Kin Kin, hiểu cái Kin Kin, cái homebot nữa ấy. Em lấy luôn tên là Nga Kin. Và tên này nó đi theo em đến bây giờ là hơn chục năm rồi. Mỗi thế? Mỗi thế thôi, nắng xẹt à? Không, thực ra là nó đi theo em lại thích nó là được. Vì em là một content creator trên TikTok nên là anh đã tìm thử cái tên Nga Kin ở trên TikTok này. Thì anh thấy có một vài kết quả trả về. Nga Kin chuyển giới. Em đọc tiếp đi. Nga Kin Phốt, Nga Kin cùng những người bạn. Nga Kin Giang Korean, Nga Kin PK Tiến Bịp. Em có bao giờ PK với thầy Tiến Bịp không? Một lần. Có một lần à? Tức là những cái tìm này là cũng đúng đấy. Nhưng mà anh thử ấn vào Nga Kin Phốt em thấy có phốt gì? Em lại còn muốn phốt ở trên. Không, em xem mà vì em tin em trong sạch. Thấy chưa, Nga chả Kin... có gì cả. Không có phốt gì cả. Nếu như mà mọi người nhìn mặt bạn Nga này có vẻ quen thì trước đây bạn ấy đã từng xuất hiện trong chương trình gì ạ? Nóng cùng FIFA World Cup 2022. Nóng cùng FIFA World Cup. Thế lúc đấy là em đại diện đội tuyển nào? Em đại diện cho đội tuyển Bỉ, Lukaku anh ạ. Lại một vòng bảng. Đây cũng là một câu chuyện buồn. Anh bảo cái đội tuyển Bỉ đấy bị loại từ vòng bảng, nên là sau khi đội tuyển bị loại thì em có được đến trường quay nữa không hay là em ở nhà? Em vào vị trí vỗ tay. Có thể nói rằng là World Cup mà mỗi năm mà không có những bạn nữ xinh đẹp như là Nga Kim thì nó rất là trống vắng đó. Và hôm nay đến với vật vờ hỏi han thì chắc chắn là mọi người sẽ muốn biết rằng cái chiếc điện thoại em đang dùng nó là chiếc điện thoại gì. 99% nó là iPhone rồi. Tôi chưa nhìn tôi cũng đoán được điều đó. Nhưng cụ thể nó là iPhone gì mà thôi. Điện thoại em đang dùng là iPhone 14 Pro Max. Hả? 14 TB. 1 TB. Mua lâu chưa? Em mua cũng lâu rồi, cũng được nửa năm. Nửa năm? Wow, lúc đấy em mua bao tiền? Đợt đấy em mua là có bao nhiêu nhỉ? Em không nhớ, tầm 4X. 4X à? Tức là khoảng 40 mấy? 40, tầm 40. 40 triệu à? Nửa năm. Tại sao mà cái viền của em nó lại bong chóc như thế này? Đâu thế á, em bảo vệ kỹ lắm mà. Ô, nó bong á. Cô gái nào cũng nói câu đó. Cho nên khi nhìn thấy cái điện thoại của mình. Anh là đồ nữ dùng mà. Em nhìn đây này, nó bong hết rồi đây này, thấy nó chưa? Nó không hề bong, đây là bẩn. Hoặc là nó bị oxy hóa. Nó bị xước rồi, cũng biết oxy hóa đấy. Nó bị oxy hóa. Ngoài cái việc là viền bị xước ra thì các cái logo cũng như mặt lưng thấy là còn khá mới. Và đằng trước này thì Nga có bảo vệ nó bằng một tấm kính cường lực chống nhìn trộm. Không phải chống nhìn trộm đâu, chống vân tay. Thế ở đây thì em nghiêng này nó không nhìn thấy gì, chả chống nhìn trộm còn gì. Ừ ha. Nó không nhưng biết mà... là điện thoại của nó có dùng kính cường lực gì. Nhưng mà lúc mà dán thì người ta bảo em đây là chống vân tay. Thế em dán cái này xong em không thấy là điện thoại của mình kiểu nó khó nhìn hơn à? Em cũng thấy thế nhưng mà em tiếc 250 nên em không bóc ra. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là lý do tại sao mà cái chiếc iPhone này. Bạn ấy dùng iPhone 14 Pro Max nhưng bạn ấy không để tần số quét 120Hz. Tần số quét là gì? Tôi khẳng định với anh em nhá, bán xăng cho phụ nữ có thể là sai lầm nhưng mà bán điện thoại cho phụ nữ không bao giờ là sai lầm cả. Họ chỉ cần thấy là iPhone và nhiều dung lượng là họ sẽ mua. Đầu tiên mình sẽ vào phần ảnh xem nhá. Ảnh bạn ấy có 42.000 tấm. Gần 43.000 tấm ảnh rồi. Video thì có đến là ảnh chân dung là hơn 3.000 cái. Và video ở đây là có 7.000 cái video. 7.004 cái video. Xóa bớt rồi đấy. Xóa bớt rồi mới còn 7.004 cái video. Em quay cái gì trong này? Em đã dùng iPhone bao lâu rồi? Em dùng iPhone từ hồi em học lớp 10. Thì ở đây là có tất cả dữ liệu của em từ hồi em học lớp 10. Không, đây chỉ là dữ liệu trong 1 năm đổi đây thôi. 1 năm đổ lại đây mà nó có 40 mấy nghìn cái ảnh với cả 7.000 video. Đúng. Khiếp, em làm cái gì mà em không xóa à?
không? Bây giờ anh xem nhá, xem là cái phần dung lượng này của em nó là còn bao nhiêu nhá. Nhưng mà bởi vì em không xóa ảnh, bởi vì em nghĩ là mọi ký ức đi qua chỉ có hình ảnh nó lưu giữ lại thôi. Bạn ấy đã dùng hết 592GB rồi các bạn ạ. Ủa? Wow. Tức là em dùng còn một nửa đúng không? Còn một nửa. Anh nghĩ là em nên dọn máy đi. Nhưng mà cái gì em cũng không muốn xóa ấy. Không muốn. Ờ thế thôi chịu rồi, mình sao nhỉ? Công nhận là với một người mà như Nga thì bạn ấy chọn 1TB là đúng rồi. Với bằng đó ảnh cũng như là cả video thì con số này nó quá nhiều. Bây giờ anh sẽ hỏi em về ba sự thật liên quan đến con điện thoại của em mà chỉ mình em mới biết. Em hãy chia sẻ cho các bạn đi nào. Con điện thoại này là của em là rơi không dưới 20 lần. Rơi không dưới 20 lần. Và những lần đó thì em có dùng ốp không? Em có chứ. Sao có cái biển nó xước thế? Có thể là em đã bảo là bị oxy hóa mà. Đây là do bị oxy hóa. 14 Pro Max của anh cũng dùng, anh còn mua trước cả em nhưng anh có bị oxy hóa đâu. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc có thể là do cái không khí hoặc là độ ẩm ở chỗ em nó nó cao hơn bình thường ấy nên em là nó. Em biết đâu mà nó độ ẩm độ cao. Oxy. Anh bán xem. Ok, đấy cái nhất, thứ hai là gì? Nó là người đầu tiên. Mỗi buổi sáng em nhìn vào. Ok, rồi, cái đấy bỏ qua rồi. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là... Ok, không có khó quá bỏ qua. Rồi, thế thì bình thường là với công việc của một content creator và chủ yếu là làm việc ở trên nền tảng TikTok ấy, thì em có phải thường xuyên sử dụng con iPhone này không? Em nghĩ là trừ lúc ngủ thì lúc nào em cũng sẽ phải dùng điện thoại. Lúc nào cũng phải dùng điện thoại ấy hả? Đúng. Thì một ngày em sạc điện thoại mấy lần? Một ngày sạc là một lần thôi. Một lần thôi? Đúng, tức là con 14 Pro Max này nó phục vụ cho em công việc rất tốt và pin của nó thì cũng trâu đấy đúng không? Pin cũng rất trâu. Em đã cập nhật đến phiên bản iOS mới nhất chưa? Em chưa, bởi vì em nghĩ là sẽ lag. Em bỏ ra đưa anh xem nào. Nãy anh chưa kiểm tra, đưa anh xem nào. iOS 16.0. Đây là một phiên bản iOS đã cũ rồi. Hiện tại bây giờ mới nhất đang là iOS 16.5.1. Em có thể update lên nhá, không lag đâu, yên tâm. Em đang dùng có tốn pin không? Em đang dùng con iPhone mạnh nhất đấy. Tại sao em phải quan tâm việc nó lag hay không? Bởi vì em cảm giác là nó khá là hay bị giật. Em không biết là các điện thoại khác có bị không nhưng mà em thấy dùng con này nó bị giật đấy hả? Em dùng con này thấy nó rất là giật và rất là lag. Ví dụ những cái tác vụ nào thì nó giật lag? Lúc em edit video. Lúc em edit video trên CapCut. Đúng. Trên CapCut nó rất là giật và nó rất là lag và mỗi khi mà pin còn khoảng tầm 30% đổ xuống thì nó cũng rất là giật và rất là lag. Thế à? Anh chưa gặp tình trạng này trên bất kỳ chiếc điện thoại nào. Nhưng mà đặc biệt nhá. Em dùng con nào nó lag. Ngày xưa em dùng con 12 Pro Max ấy. Mới mua về nó đã lỗi rồi. Hả? Em có mang ra cửa hàng đổi không? Không đổi. Nó lỗi cái gì? Thế con này bây giờ em dùng nó có lỗi không? Nó không lỗi nhưng mà nó lag, nó giật, nó bị đơ. Nhiều khi kiểu ví dụ có tin nhắn đến chẳng hạn như thế, em không, bình thường là mình có thể vuốt cái cửa sổ xuống để xem đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em không vuốt được. Em có hay xóa đa nhiệm không? Anh thấy là mình có ít đa nhiệm nhưng cũng xóa đúng không? Xóa. Thế từ lúc mua về đã khởi động lại máy lần nào chưa? Em khởi động thường xuyên, nó cứ lúc nào lag là em khởi động. Thế là tôi đã làm mọi thứ có thể ở trên điện thoại của em rồi nhưng mà nó vẫn lag thì chắc là đây là hên xui hay thế nào đấy. Có căn đấy, có căn mới dùng được máy kiểu như thế. Rồi ok. Thế thì với cái chiếc iPhone 14 Pro Max này, cái tác vụ mà em dùng nhiều nhất trong một ngày là gì? Trong một ngày em dùng nhiều nhất là vào TikTok. Vào TikTok, đúng rồi, nó là công việc của em mà đúng không? TikTok và CapCut. Là để edit video. Đúng, edit video và vào camera. Là để em quay. Đúng. Tức là đa phần là em sẽ dùng mạng xã hội. Đúng. Cũng như là em sử dụng camera để em quay chụp các thứ đúng không? Thì nó vẫn sẽ đảm bảo cho em là sử dụng trong vòng một ngày và không cần phải sạc nhiều. Để em xem giờ thời gian sử dụng của em nhé. Anh biết xem cả thời gian sử dụng luôn đấy. Đỉnh cao đó, anh. Em xem đi xem là pin nó chai còn bao nhiêu phần trăm nữa. Pin á? Pin còn 98% cơ. 98%, thế là dùng là cũng giữ gìn. Sao 94, sao mới hôm trước em còn, mới hôm kia em xem còn 98, sao bây giờ lại còn 94 nhỉ? 94%, có hai vừa sạc vừa dùng không? Không. Không hai vừa sạc vừa dùng, thế có hay để nó sập nguồn không? Cũng hay. Chúc mừng em. Với cả em cũng hay bật chế độ tiết kiệm pin nữa. Em nghe nói là bật chế độ tiết kiệm pin nó sẽ làm hại pin ấy. Thế thì xung quanh em là đại đa phần mọi người cũng dùng iPhone đúng không? Em nghĩ không phải đại đa phần đâu mà là hầu như tất cả mọi người đều dùng iPhone. Tất cả mọi người đều dùng iPhone à? Thế với cá nhân em nhá, là một người mà sáng tạo nội dung ở trên nền tảng TikTok, thì em thấy là iPhone nó mang lại cho em những cái gì? Nghĩa là gọi là ưu điểm của nó là tại sao mọi người phải dùng nó nhiều như thế? Em thấy thứ nhất là tiện. Đầu tiên là khi ví dụ như là khi tất cả mọi người xung quanh dùng iPhone chẳng hạn đúng không, anh bắn ảnh anh không phải nhờ người ta bắn vào Zalo. Ok, nghĩa là em có AirDrop là nó tiện. Có AirDrop tất cả mọi người đều rất là tiện. Okay. Thứ hai là nhanh. Nhanh. Em có trên nó lag mà. Đồ tệ bạn. Không, ý em là mình thao tác nhanh bởi vì mình nhanh. Quen. Mình quen với việc dùng iPhone nên là mình thao tác rất là nhanh. Ok, thêm còn thứ ba là gì? Thứ ba là đẹp.
trông nó kiểu đẹp kiểu ý. Kiểu nhìn vẫn sang đẹp, đúng không? Và em thấy là các màn hình và chế độ gọi là chất lượng hình ảnh rất là tốt. Màu sắc sinh động, sắc nét. Em gắn cái màn hình đấy mà em vẫn khen màn hình iPhone đẹp được. Đúng là phụ nữ tệ bạc thật. Không phải đâu, mắt em gắn tự gắn filter mà. À thế à? À chắc em là nhìn em cái gì em đẹp quen với cái này rồi. Ok, và như ở đây thì mình có thể thấy rằng là Nga ngoài việc bạn ấy sử dụng iPhone ra thì đây, tay thì bạn chỉ có đeo vòng thôi. Chắc là đây là quà của những chuyến đi đúng không? Đúng rồi. Và bạn ấy không có đeo thêm Apple Watch. Và em có dùng thêm AirPods không? Em có dùng AirPods, em có dùng Apple Watch. Thế sao không đeo? Nhưng mà hết pin, thôi em bị lười sạc ấy. Tức em đã bỏ nó ở nhà bao lâu rồi? Em bỏ nó ở nhà được 2 ngày rồi. Bởi 2 ngày rồi đúng em, không? Em chỉ dùng Apple Watch để khi mà nào em đi bơi hoặc là em đi đi bộ, chạy bộ thì tức là em lúc dùng nào thực thôi. Sự là em tập thể dục thì em mới đeo Apple Watch. Nó nặng ấy, nó to, em cảm giác nó bị to hơn so với tay em. Thế còn AirPods thì sao? Em dùng AirPods gì? Em dùng AirPods 2. Để trong túi à? Series 8 mà đeo AirPods 2. Thế thôi, em không thích chống ngôn vì đeo tai nghe chống ngôn ra ngoài đường dễ tai nạn. Đấy cũng là một cái hay. Nhiều bạn thì rất là đề cao tính năng chống ngôn trên những chiếc tai nghe nhưng mà cũng có bạn chống ngôn quá không tốt. Đôi khi mình đeo tai nghe nhưng mà mình vẫn phải hóng chuyện ở bên ngoài nên mình đeo cái con nào nó chống ngôn vừa phải thôi. Ok, rất thú vị. Thế còn iPad thì sao? Em dùng iPad gì? iPad thì em dùng iPad 9. iPad Gen Gen 9. Gen 9. Gen 9. Nhưng mà tại sao em lại không có ý định nâng cấp lên một con iPad Pro hơn? Bởi vì cái nhu cầu sử dụng của em chỉ là để take note, để ghi chép và giống những cái tính năng nó cơ bản nên thôi, là không cần phải để học tập thôi nên em cũng không thấy cần thiết để nâng cấp lên làm gì cả. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Nga bên cạnh cái việc là làm một nhà sáng tạo nội dung thì bạn ấy cũng rất là để ý đến những cái sản phẩm công nghệ quanh mình, đặc biệt là những cái món đồ Apple đấy, biết tên của từng cái sản phẩm nhá. Apple Watch này, rồi là AirPods, iPad, các thứ là biết hết đấy chứ, đúng không? Rồi, như vậy là trong video hôm nay chúng ta đã cùng nhau trò chuyện với bạn Nga Kim, một cô gái rất xinh đẹp, tài năng, cao giáo và sử dụng rất là nhiều những cái món đồ công nghệ, và đặc biệt là bạn ấy còn hiểu về những cái món đồ công nghệ bạn ấy đang dùng nữa. Rất đáng khen. Hy vọng là các bạn hãy tiếp tục ủng hộ series này của chúng mình và cũng hãy ủng hộ Nga Kim trên tất cả các nền tảng khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.